Không cần thấy cũng biết liền là nó ăn rồi. Không thấy mà cũng phải đặt ối. Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Từ nay về sau anh không phải là anh với em nữa. Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Nói đâu hay là muốn cho anh một trận với chịu. Hai người nhìn tôi lúng túng. Đang học đi ngoài. Biến. Ủa sao lại đuổi em hả? Đồ đáng ghét. Thả ta xuống. Ghét. Giỏi lắm Lily. Cái gì? Con nói cái gì? Nói giỏi lắm Lily. Lily là cái gì? Luli là con ngựa mới của con. Nó lẻ lẻ lên, còn chơi nhiều trò khác nữa. Ừ. Vui lên ơi. Tự nhiên hai anh em nó bị gì vậy? Chạy nó thân là vui rồi. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Mày dám ăn của tao hả? Mày nói thiệt đi. Khai mau lên. Mình không có ăn. Khai. Mình không có ăn. Ê, mày nè, làm gì vậy? Hả ra coi. Hả ra. Cái gì vậy? Hả? Nói với em ăn bánh của em á. Em không có ăn. Mình đâu có ăn đâu. Có thấy không mà đổi thường người ta hả? Không cần thấy cũng biết liền là nó ăn rồi. Không thấy mà cũng phải đặt ối. Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Từ nay về sau anh không phải là anh với em nữa. Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Nói đâu hay là muốn cho anh một trận với chịu. Ê. Hả? Khi nào chị làm xong mình học nha. À, mà cậu có rảnh không? Tại tôi thấy mất thời gian cậu quá à. Đâu có gì đâu. Em kèm cho chị, sẵn em cũng ôn bài luôn mà. À, vậy cũng được. Cái này nè, là mình sẽ dùng phân số để mình giải á chị. Ủa, chị hiểu không? Cái này em có chỉ chị rồi mà. Vậy hả? Sao tôi không nhớ gì hết trơn nè. Vậy ta? À. Tại vì chị không có ghi, không có vẽ nè. Phải vẽ nòng súng vô mình mới nhớ được. Ờ ha, phải vẽ cái nòng súng. Đúng rồi, phải vẽ nòng súng to thiệt to vô đó. Phải vẽ nòng súng. Gì vậy? Hai người làm trò trước mắt thiệt á. Nòng súng. Nhìn y chang như con bún. Ủa? Sao hai người nhìn tôi lúng tung? Đang học đi ngoài. Biến. Ủa sao lại đuổi em hả? Đồ đáng ghét. Ai nghe không? Ai? Mà anh thích đồ đáng ghét lớn thiệt hả? Qua đâu? Dạ, dạ con có chuyện ở trường gì đi rồi ba. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống cơm. Ngồi xuống. Ngồi xuống cơm đi. Cùng nhau chui vô phòng học nha. Im đi. Hát nhảm hoài à. Chúng nằm xuống y chang như cưng. Im đi. Hát nhảm hoài à. Hai còn một trận đánh ghê. Im đi. Im không. Im. Chị. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kể ba nghe coi. Cái chuyện này cứ ăn nữa đi. Rồi. Ăn đi. Rồi hết không? Ngủ yên cái mấy đứa này. Chào cả nhà. Ngày xưa lúc thơ bé, có một tên anh ghét. Thầm yêu đơn phương yêu một người. Người đó chính là Đồ Đất. Chào em. Nè. Anh đã chán chị My chưa vậy? Sao nhắc hoài vậy? Vẫn chưa chán hả? Cũng mới tới hả? Nè. Ừ. Tên anh ghét là bạn hả? Nói gì vậy? Thấy con Lâm Chi nó hát vậy đó. Bạn nghĩ coi, mẹ của bạn mà biết được á là rối nùi bùi nhùi luôn á. Ngày xưa lúc thơ bé, có một tình anh ghét. Thầm thì... Yêu quá. Ôi đừng có la nữa coi. Sao cứ hát hoài vậy hả? Anh đi ra đi, không em bắn. Đừng khùng hả? Đừng khùng hả? Hả? Dạ ba mới về. Ờ. Nè, con lấy viết với lại sổ vô phòng ba, có chuyện ba nhờ, nghe chưa? Nè, hai đứa làm cái gì vậy hả? Hả? Thả ta xuống, ghét. Giỏi lắm, Lily. Cái gì? Con nói cái gì? Nói giỏi lắm, Lily. Lily là cái gì? Lily là con ngựa mới của con. Con tên là Lâm Chi, nó tên là Lily. Cái gì lạ vậy?
Nè Nguyên, con có bị bất thường không? Bữa nay con chịu làm ngựa cho Lam Chi nó cưỡi luôn đó hả? Sao vậy mà? Con giỡn với em bộ lạ lắm hả? Lạ lắm à? Lạ lắm luôn á. Lily, ăn lẹ lẹ lên, còn chơi nhiều trò khác nữa. Vui lên ơi. Nghe hai anh em nó bị gì vậy? Chạy nó thân là vui rồi. Thôi thôi mà, đang nghỉ là nghỉ mệt luôn á, mệt lắm rồi. Băng 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 băng. Thôi gì mà thôi, bạc 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 băng. Thôi, làm như không có lương tâm hay sao á, chơi sáng giờ luôn rồi đó, nghỉ đi. Giờ anh muốn em chơi một mình đúng không? Thôi được, chơi một mình thì chơi một mình. Có một tên đang ghét, nè. Em đòi đang ghét là... Im, im coi, sao hát hoài vậy? Anh thích rồi đáng ghét lớn thiệt đúng không? Nhận ngay. Đã nói là không có rồi mà. Chắc không có à. Làm gì mà cứ hát đồ đáng ghét hoài à. Vậy em sẽ thay từ đồ đáng ghét thành trạng nguyên được đúng không? Trạng nguyên yêu đồ đáng ghét lớn. Im đi, không phải. Phải gì? Ở đây nói cho nghe cái bí mật này nè. Bí mật gì? Thật sự á, là anh ghét chị lắm. Trời ơi, không có đâu. Dạ. Bắn cái đồ đáng ghét đó đi, bắn đi, bắn đi. Tự nhiên bắn người ta. Bắn đi, em không. Kêu bắn thì cứ bắn. Tự nhiên cứ bắn là bắn. Giờ anh bắn không? Không. Ủa sao nãy nó anh ghét mà. Nó xạo. Giờ bắn không? Tự nhiên bắn người ta có làm gì đâu mình. Bắn không? Không. Được thôi. Ngày xưa lớp thơ bé ơi, tự nhiên mà ba bệnh gì nè. Mệt lắm không ba? Có. Con lỡ hẹn phải đi công chuyện rồi. Ba đợi con chút nha. Con chạy ra ngoài đi công chuyện rồi mua cháo về cho ba luôn. À. Ba nghỉ ngơi nha. Vô đi. Ông à. Ủa Liễu. Ông cứ nằm xuống đi, đừng có dậy mà. Ông à, ông không khỏe đâu hả? Mấy cái đứa này thiệt tình, đã nói là không được cho bà biết mà. Sao lại không cho tôi biết chứ hả? Xin lỗi ông nha, lẽ ra tôi phải đến sớm hơn. Nhiều thấy dạo này ông không được khỏe, cho nên tôi mới đi hút thuốc cho ông nè. Ông đó phải ráng uống thuốc thiệt là nhiều vô đó. Bà mua thuốc cho tôi á hả? Tôi đến một tiệm thuốc đông y rất là nổi tiếng ở Củ Chi đó. Tôi hút thuốc về cho ông. Ông ráng uống thiệt là nhiều vô nha. Trời ơi, bà lên tận Củ Chi luôn hả? Chỉ cần ông thật sự khỏe mạnh, dù có đến Châu Phi tôi cũng đến nữa. Nói chi là Củ Chi hả? Châu Phi xa lắm đó. Tôi cũng sẽ đến mà. Ôi trời, sao phòng của ông dơ dữ vậy hả? Thôi mà cứ để đó đi. Sao mà để được chứ? Phòng ốc dơ bẩn bừa bãi như vậy á, ảnh hưởng đến sức khỏe của ông đó. Ông có biết không hả?